Ngày 3 tháng 11, hơn 2.000 khách cùng như nhà đầu tư đã tham gia sự kiện ra mắt nhà mẫu dự án VinCity Ocean Park tại trung tâm thương mại Tham City, Hà Nội. Các căn hộ tại đây được tập đoàn VinGroup thiết kế hiện đại và thông minh, sử dụng nội thất cao cấp, thương hiệu quốc tế. Những căn hộ VinCity có diện tích từ 28m² đến khoảng 75m², gồm nhiều loại hình đa dạng, từ căn hộ Studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ, căn hộ 1-2 phòng ngủ cộng 1 đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm khách hàng. Cùng với sự kiện này, VinGroup cũng tung ra chương trình ưu đãi mua nhà chưa từng có trong lịch sử. Theo đó, khách hàng thay vì đóng ngay 30% giá trị căn hộ khi mua theo như thông lệ thị trường, khách hàng mua VinCity sẽ được giãn cách thành 3 giai đoạn. Cụ thể, khách hàng chỉ cần đóng 10% đã được ký hợp đồng mua bán, sau 3 tháng đóng 10%, sau 6 tháng mới phải đóng nốt 10% còn lại. Trên thị trường hiện nay, VinCity là dự án đầu tiên áp dụng chính sách thanh toán rất linh hoạt, với hai điểm lần đầu tiên một dự án bất động sản tại Việt Nam áp dụng là thanh toán 10% người mua nhà có thể ký ngay hợp đồng mua bán và khoản vay đối ứng kéo dài tới 35 năm. 70% còn lại khách hàng có thể được trả góp trong thời gian lên tới 35 năm. Việc giãn tiến độ thanh toán và cho vay 70%, chủ đầu tư kỳ vọng, VinCity là lựa chọn hợp lý cho mọi đối tượng khách hàng, trong đó là những người trẻ tuổi, kinh tế đang trong giai đoạn tích lũy nhưng muốn thụ hưởng ngay chất lượng sống hiện đại, đẳng cấp. Các căn hộ VinCity được bàn giao theo 3 tiêu chuẩn, hoàn thiện tối thiểu, căn hộ không có hệ tủ, bếp, điều hòa, bình nóng lạnh, chỉ thi công đầu trở, hoàn thiện cơ bản, hoàn thiện nội thất gắn tường và không có tủ quần áo, và tiêu chuẩn hoàn thiện cơ bản kèm nội thất rời, hoàn thiện theo tiêu chuẩn cơ bản và gồm các đồ gỗ nội thất cơ bản, không gồm đồ điện tử, điện lạnh và phụ kiện gia dụng.